Xin chào các bạn, quay trở lại với Gia Bảo Channel ngày hôm nay. Gia Bảo Luxury muốn đem đến một thiết kế đến từ nhà sản xuất Brex. Vâng, rất dễ nhận thấy bởi hộp vỏ xanh truyền thống cũng như viên miệng vàng của hãng đúng không? Và trong tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay sẽ là một chiếc đồng hồ được mệnh danh là đồng hồ tổng thống. Liệu bạn có thể đoán ra được đó là chiếc đồng hồ nào không? Đó là một chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Daydate. Chiếc đồng hồ Daydate đầu tiên được sản xuất vào năm 1956. Và từ đó đến nay, đây được xem là dòng đồng hồ biểu tượng đại diện cho những chiếc đồng hồ xa xỉ cũng như cao cấp bậc nhất của nhà sản xuất Rolex. Từ khi thành lập cho đến nay, tức là từ năm 1956 cho đến nay, những chiếc đồng hồ Rolex Daydate chỉ trải qua những chất liệu hết sức là cao cấp như là bạch kim, vàng vàng, vàng trắng hay là vàng Everose. Có một vài phiên bản được làm bằng thép, nhưng là những phiên bản đặc biệt là chỉ gửi cho những khách hàng lâu năm mà thôi. Và trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là chiếc đồng hồ Rolex Daydate 228235 Chocolate bản mới năm 2017 với đường kính 40mm chứ không phải là bản 41mm trước đó. Những chiếc đồng hồ Daydate hay những chiếc đồng hồ khác của Rolex luôn được làm đặc trưng với dáng vỏ Oyster truyền thống. Dáng vỏ Oyster truyền thống được thể hiện qua là vỏ chính nguyên khối, không có một kẽ hở nào hết, để đại diện cho những chiếc đồng hồ chống thấm nước cao cấp của Rolex. Thứ hai, bộ vỏ được làm từ vàng Everose, vàng hồng độc quyền sản xuất của riêng Rolex mà thôi. Vàng hồng của Rolex được nghiên cứu cũng như phát triển để tránh việc phai màu theo thời gian. Và cũng trong dáng vỏ Oyster, phần nắp lưng được là dạng xoắn vít cũng để tăng khả năng chống thấm nước cho toàn bộ tổng thể của chiếc đồng hồ này. Ngày nay, chiếc đồng hồ Daydate 228235 đã được giảm đường kính xuống 40mm, tạo một cái trải nghiệm mới cho người dùng. Và có lẽ đây là một trong những cái đường kính khá phổ thông và có thể được đeo nhiều tại Việt Nam. Đặc trưng nhất trên lớp vỏ này có lẽ đó chính là vành beo rồ quen thuộc của Rolex, khi vành beo rồ được chia khía đều đặn từ vành beo rồ cho đến núm chỉnh giờ tại góc 3 giờ cũng có phần chia khía. Riêng núm chỉnh giờ còn được khắc nguyên logo của hãng là hình vương miệng tại đây. Đặc biệt, những chiếc Rolex Daydate còn được có biệt danh là chiếc đồng hồ dành cho tổng thống bởi dây đeo President với ba mắt khớp nhịp nhàng với nhau, khác với cả dây Oyster cũng như dây Jubilee của hãng. Về mặt hoàn thiện thì dây đeo phần giữa, cái khớp giữa được đánh bóng, còn hai phía bên ngoài được làm xước mờ, đem đến những cái nhìn hiện đại. Cố định dây đeo trên tay là khóa dạng gập. Để có thể mở ra, chúng ta sẽ bấm nhẹ vào vương miệng. Dây đeo cũng được làm bằng chất liệu vàng hồng chống trầy xước cao, được nghiên cứu kỹ càng của Rolex. Tại mặt trong của khóa, thứ nhất là tên thương hiệu Rolex cùng vương miệng nhỏ, chứng nhận Geneva hay là con số như 750 để thể hiện chất liệu vàng 18K của hãng. Đó là toàn bộ về bộ vỏ khung, vành beo rồ hay là dây đeo của chiếc Rolex Daydate ngày hôm nay. Tiếp theo đó, nhờ vào lớp kính sapphire trong suốt cùng kính cyclop lồi lên tại vị trí hiển thị ngay, thì nhờ vào đó mà số bên trong có thể được nhìn thấy rõ ràng. Những chiếc đồng hồ Daydate được biết đến với nhiều biến thể như là mặt số thiên thạch hay là mặt số xà cừ, thì trong phiên bản trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là một phiên bản với màu nâu, trầm và ấm, màu gần như màu chocolate với những viên kim cương được nạm riêng biệt. Với màu nâu này, đây được xem là cách phối màu khá là độc đáo đến từ nhà sản xuất Rolex. Nó khá là ăn khớp với màu dây vàng hồng. Nên chắc chắn rồi, trong mùa đông giá lạnh thì đây là một chiếc đồng hồ sưởi ấm cái nhìn của tất cả mọi người. Như đã nói, chiếc đồng hồ này có tên gọi nhẹ nhàng đó là Rolex Daydate Chocolate. Nên chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được 10 viên kim cương Bagwest được đính làm vị trí cặp số chỉ giờ của hãng. Trên đó là bộ kim cây gậy nổi tiếng cũng như là biểu tượng của dòng đồng hồ này. Tại góc 12 giờ là logo của hãng, hình vương miệng cũng bằng vàng. Và dĩ nhiên ta không thể bỏ qua được hai đặc điểm nổi bật nhất của dòng đồng hồ Daydate, đó là ô cửa sổ báo thứ và ô cửa sổ báo ngày.
Và đây cũng chính là lý do mà nhà sản xuất đặt tên cho chiếc đồng hồ này là Day-Date. Trên mặt số cũng còn một vài thông tin mà tôi đã nói qua, như là Rolex Alter Perpetual Day-Date, hay là tại góc 6 giờ là dòng chữ Superlative Chronometer Official Certified, mà điều tôi sẽ đề cập ở bộ máy phía sau chứ không phải ngay ở trên mặt số. Việc thêm vào hai ô cửa sổ báo ngày và ô cửa sổ báo thứ buộc nhà sản xuất phải nghiên cứu và tìm hiểu để thay đổi bộ máy bên trong. Và như tôi đã nói, Rolex Day-Date là dòng đồng hồ đeo tay đầu tiên có cả hai ô cửa sổ báo ngày và thứ ở trên cùng một mặt số trên thế giới. Đây là thành tựu lớn của Rolex. Toàn bộ hoạt động của bộ kim cũng như hai ô cửa sổ thứ và ngày đều được điều chỉnh bởi núm chỉnh giờ dạng xoắn vít vắt chặt vào trong bộ vỏ khung của chiếc đồng hồ này. Đặc biệt với thiết kế dạng chain lock, núm chỉnh giờ này đem lại khả năng chống thấm nước tốt hơn. Ngay lúc này đây, tôi sẽ thao tác để điều chỉnh bộ kim cũng như là thứ ngày của chiếc đồng hồ Day-Date ngày hôm nay. Trước hết, núm chỉnh giờ đang ở vị trí ban đầu. Vậy ta buộc phải vặn núm chỉnh giờ xuống để có thể đẩy ra. Đây là mức đầu tiên. Rồi. Để có thể điều chỉnh thứ cũng như ngày thì chúng ta kéo ra một nấc nhẹ thôi. Đó là một nấc. Và một nấc cuối cùng là để điều chỉnh giờ. Tôi sẽ điều chỉnh giờ trước và sau đó mới điều chỉnh ngày và thứ sau. Như đã nói, đây là bước ngoài cùng để điều chỉnh giờ. Với tính năng nhảy lịch ngày và thứ tự động thì cứ qua 12 giờ đêm thôi, chiếc đồng hồ này sẽ tự động nhảy lịch. Hiện tại đang là vào thứ 5 và ngày 20, và đã sang ngày 21 và sang thứ 6. Và tôi sẽ tiến hành điều chỉnh thứ và ngày và thời điểm an toàn chứ không phải thời điểm nguy hiểm cho những chiếc đồng hồ có ô cửa sổ báo ngày và giờ. Chúng ta xoay xuống thì sẽ là điều chỉnh thứ ở trên đây. Xoay lên thì sẽ là lịch ngày để. Như vậy đó là toàn bộ quá trình thao tác với núm chỉnh giờ. Với thiết kế chain lock này thì chúng ta buộc phải vừa đẩy và vặn để quay trở về vị trí ban đầu. Cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ Rolex Day-Date size 40 ngày hôm nay là bộ máy tự động 3255 đời mới. Và theo nhà sản xuất Rolex thì 90% của động cơ đồng hồ này đều được thiết kế lại và tối ưu hóa để đảm bảo tính chính xác cũng như tính năng chống từ và nhiều tính năng khác. Trên mặt số chocolate này thì chúng ta vẫn sẽ biết được một vài thông số cần thiết của bộ máy bên trong. Thứ nhất là cái dòng chữ Oyster Perpetual là để nói đến rotor có thể xoay hai chiều của Rolex, được sáng chế bởi Hans Windorf từ năm 1931 và bây giờ vẫn được sử dụng. Thứ hai là dòng chữ Superlative Chronometer và Officially Certified nằm tại góc 6 giờ để chứng tỏ một chiếc đồng hồ của Rolex đã trải qua kỳ kiểm nghiệm tính chính xác chronometer của tổ chức COSC và cả bài kiểm tra Superlative Chronometer của riêng nhà sản xuất Rolex nữa. Và một điều phải khẳng định rằng chứng nhận COSC chỉ kiểm định riêng bộ máy mà không dành cho những bộ máy đã đóng bộ vỏ khung. Và mỗi bộ máy đồng hồ đạt được chứng nhận Superlative Chronometer như bộ máy 3255 được sử dụng này là size số chạy mỗi ngày cho phép chỉ nằm trong đoạn là từ 2 giây cho đến 2 giây một ngày mà thôi. Một đặc điểm của bộ máy đời mới 3255 này đó là nó có thể cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ Rolex Day-Date size 40 Chocolate Diamond ngày hôm nay có thể hoạt động trong vòng 70 giờ, cao hơn khoảng 50% so với những chiếc đồng hồ cũ. Thường thì những chiếc đồng hồ Rolex tự động sẽ có thời gian hoạt động là 42 giờ, còn Rolex Day-Date đã được trang bị bộ máy mới này, cho nên năng lượng có thể hoạt động cũng tăng lên đáng kể. Là một sự bất ngờ, ngày hôm nay Gia Bảo Luxury sẽ đem đến 3 thiết kế của nhà sản xuất Rolex để chúng ta cùng thấu hiểu nhiều hơn về dòng đồng hồ của nhà sản xuất này. Lần lượt những chiếc đồng hồ được đem đến là chiếc Rolex Day-Date Chocolate
40mm của ngày hôm nay. Tiếp theo là chiếc Desert mặt trắng size 41 có số hiệu 126300. Và cuối cùng cũng là một chiếc Desert nhưng lại xuất hiện trong mặt ốc 41mm với số hiệu là 126334. Cả ba chiếc đồng hồ này đều là những thiết kế đổi mới trong dòng đồng hồ của Rex. Và dĩ nhiên rồi, khi tôi đặt cạnh nhau có nghĩa là tôi muốn so sánh ba chiếc đồng hồ này với nhau với các tiêu chí như là lịch sử, cấu tạo và chất liệu chỉ duy nhất của dây đeo đồng hồ mà thôi, chứ không phải của cả ba chiếc. Để tiện theo dõi, tôi sẽ sắp xếp dây đeo của ba chiếc đồng hồ này theo thứ tự ra đời. Đầu tiên là dây đeo Oyster có trong chiếc Desert 126300 có mặt trắng này đây. Dây đeo Oyster ra đời cuối năm 1930 với dòng đồng hồ Oyster. Còn ngày nay thì dây Oyster xuất hiện nhiều hơn trong những thiết kế của chiếc Submariner, Sea-Dweller hay là cả dòng Desert trên tay tôi nữa. Tiếp theo là dây đeo Jubilee ra đời vào năm 1945 cùng với sự ra đời của chiếc Desert. Và cuối cùng dây đeo President xuất hiện từ năm 1956 trong những chiếc đồng hồ Rolex Day-Date. Và thực tế thì chỉ những chiếc đồng hồ Day-Date mới sở hữu dây đeo President mà thôi. Tiêu chí thứ hai là về mặt cấu tạo. Để phân biệt được ba dòng dây thì chúng ta sẽ nhìn vào số lượng mắt xích cũng như dạng mắt xích có của từng loại dây. Đầu tiên là dây đeo Oyster gồm có 3 mắt xích trên cùng một hàng với những cái đường vuông mạnh mẽ và khỏe khoắn. Có thể đi kèm với các dạng khóa như là Oyster Clasp, Oyster Lock hay là Crown Clasp. Và trong thiết kế của chiếc Desert 126300 mặt trắng này thì cố định dây đeo Oyster là khóa dạng Oyster Clasp, khóa chỉ có gập một nấc mà thôi. Tiếp theo đấy, dây Jubilee thì gồm sẽ có 5 mắt xích trên cùng một hàng. Cuối cùng, dây đeo President gồm có 3 mắt xích trên cùng một hàng, luôn gắn với khóa Crown Clasp. Còn về mặt chất liệu thì sao? Thực tế được biết đến với nhiều chất liệu khác nhau. Tuy nhiên, trong 3 mẫu tôi mang đến đây thì 2 chiếc Desert xuất hiện với chất liệu thép không gỉ 904L. Riêng dây đeo President của chiếc Day-Date Chocolate thì xuất hiện với chất liệu bằng vàng, vàng Emerald được sản xuất độc quyền của Rolex. Về mặt hoàn thiện thì nhìn chung tất cả cái đường mắt xích ở giữa của cả 3 loại dây đeo này thì đều được đánh bóng. Còn ở hai phía bên ngoài, hai mắt xích bên ngoài cùng thì được trải xước mờ. Đó là toàn bộ chi tiết mà tôi muốn truyền tải về sự khác nhau về 3 loại dây đeo Oyster, Jubilee hay President đến từ nhà sản xuất Rolex. Nếu như cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào của cả 3 chiếc đồng hồ này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Gia Bảo Luxury tại website www.giabaoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại!